Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel mình nhá. Thì clip hôm nay mình sẽ chơi cùng với lại người lạ ở bên map sự kiện này để tí nữa tìm lại cái con bot xanh và bắn nó xem là nó có cái gì. Vâng, phải nhờ người lạ hỗ trợ cùng anh em ạ. Đây này. Úi rồi. Vẫn chưa lốc à bạn. Ui. Xe ngoài có tên nữa kìa. Vâng, tên kia không gạt được nhờ. Ồ hay, người lạ nốc thêm một. Vâng, tên kia thì đang núp rồi anh em ơi. Hiếu máu trước đã. Ngay dưới ở chân mình có tiếng chân này. Rồi đây đây, để mình hiếu máu xong rồi mình xuống mình cover cho bạn số 3 luôn. Đâu, trước mặt đúng không? À, mình nghe rồi, đang kê trong phòng ở chỗ gần số 3 hay sao vậy? Ôi. Ui, đứng ngay giữa đây luôn à. Thôi anh ơi. Đừng gạt anh ơi. Ơ kìa. Cái đệt vẫn gạt được kìa. Và đồng đội mình đứng bắn cover như thế rồi mà nó vẫn gạt được. Đây này, số 3 này. Rồi, ui rồi thôi xong rồi. Vâng. Số 3 cũng ra đi tìm đường cứu nước sống mình rồi. Bạn số 4 đây, cứu mình với bạn này. Vâng, cay thế nhở. Để tên kia nó bắn quả bất ngờ quá anh em ạ. Ông số 1 thì không thể gọi là trông chờ thì được rồi. Số 1 thanh niên đi loot khá xa. Thanks. Đây rồi, mình đã quay trở lại ở đây anh em ạ. Mình sẽ vào luôn quân sự để phục thù lại cái team trong nhà C nha mọi người. Quân tử gọi là trả thù 10 năm, à đâu, 10 phút. 10 phút vẫn chưa muộn anh em ạ. Và không biết là mấy ông này đang lút chỗ nào rồi. Mình phải quay lại thật nhanh, không là bọn này nó sẽ chạy mất. Đi rồi ôi. Bây giờ trong tay thì có mỗi cây Uzi này thì làm ăn cái gì. Chỗ này như kiểu bị lốt hết rồi hay sao ấy nhở. Chẳng có đồ gì luôn. Ô, có bot tên này. Nó đã công ra hướng mình này. Chạy đi đâu bạn. Úi rồi, chưa knock à. Đây rồi, bắt được một thanh niên khanh này. Khanh à khanh. Khanh này chắc là bạn của cái ông lúc nãy đây mà. Lút xem đã. Ui rồi ôi, dầu dầu. Á đồ. Ui dồi ôi, nó đứng chỗ nào nó bắn đấy. Nó đứng trên giàn giáo ấy sao ấy nhở. Đang nằm lút đồ. Kìa kìa, mình thấy nó rồi kìa. Định chạy lên trên nóc giàn giáo ấy để đón mình kìa. À, đây 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 đây. Đang gọi là bắn ai ở bên chỗ xe ngoài. Đây, mình sẽ từ từ mình tiếp cận qua luôn anh em ạ. Ô, nhà ly có người. Đang tính công mà. Vâng. Cái này là con bot à? Ai đậu xanh con bot. Nó di chuyển như người vậy. Ôi thôi anh bot ơi. Đừng bảo là bắn mình cái là đang lộ vị trí ngay. Đang tính công lên để chơi bọn này mà. Ui mày thế, nó vẫn không bắn mình. Đâu nhỉ? Đoạn trước mặt này này, mà không biết là ở chỗ nào. Ô kìa. Ô, có hai con bot à? Ô thì ngon. Đây, mình sẽ sử dụng con bot mình câu luôn. Đây này, bên này một con bot nữa này. Ba con bot chỗ này. Trời ơi, hai bot là chỉ có chết thôi bạn ơi. Đây này, một tên ra ngoài rồi. Rồi, ra đây mà bắn bot. Ra đây mà bắn bot bạn ơi. Hai bot là còn cái nịt. Đây, một tên bên ngoài nữa. Ui, team ở đông thế. Sao mình nghe vẫn đang còn ba tên nữa anh em ạ. Đây, một tên ngay dưới này. Tìm mình à bạn. Rồi, ông thứ hai này. Còn một ông nữa đang trong nhà. Đây, ngay trên tầng 2 luôn. Sao lại quay lưng về chỗ mình vậy? Clear luôn à? Thế là có 3 tên à? Trời ơi. Nhưng mà đây không phải là cái team Việt Nam anh em ạ. Mình đang cần tìm cái team Việt Nam cơ. Mà không biết là team Việt Nam chạy đâu rồi. Hay là bị team này clear rồi nhỉ? Mình chả biết nữa. Úi dồi ôi. Vâng, số 3 với lại số 4 ấy, đi qua cầu rồi. Đây chỉ là con bot thôi. Đây, con bot ngay chỗ này. Lần này thì mình phải nhờ cả những bạn người lạ qua hỗ trợ. Để xem coi là bắn con bot này nó sẽ có cái đồ gì anh em ạ. Ô, con bot này máu nó yếu sẵn rồi này. Cái kiểu là có team nào từ trước nó bắn rồi ấy. Các bạn thấy trâu bò chưa? Nhờ người lạ cùng bắn nhá mà lại
Chỉ có nửa cây mà bắn mãi mới chết. Vâng, có. Ôi, có giáp 3 luôn này. Giáp 3 với lại mũ 3 anh em ạ. Với lại có mấy cây súng bình thường à? Không có súng thính à? Mình lại tưởng là phải có Groza hoặc là ốp chứ nhở. I got supplies. Khu này hình như là chưa có ai Watch loot. Có người à? Cửa đã đóng hết mà tại sao lại có người, hay là bọn này nó loot xong nó đóng hết cửa à? Đâu làm gì có ai đâu. Chắc là người lạ vào đây muốn loot kìa. Chỗ kia có Let's thính kìa. go. Đi ra thính còn hơn. Ô, đây, 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 tiếng súng bắn ra trong này này. À, thì ra là đứng ở cuối đằng kia bắn nhau à. Ơ nhưng mà mình thấy lạ thật ý. Khu này còn chưa cả mở. Ô, đây rồi. Người đồng đê. Nguyên 4 hàng mà sấy được nốc có mỗi một ông thôi anh em ạ. Khó này. Trời ơi, để mình vòng qua phải mình tiếp cận luôn. Tên mà mình đốc không biết là đã cứu chưa nữa. Ui rồi sao lại xe ở đâu mà lắm thế này. Đây ngay nhà trái nó cứu được rồi. Ô, đây gì của team khác ấy nhở. Ui team khác rồi anh em ơi. Để mình công bọn này trước đã. Ui rồi bắn ai đây. Bắn ai đây các bạn ơi. Rồi. Ui số 4 bị đốc rồi. Hình như là bị tên bên kia bắn hay sao ấy. Còn phía sau lưng mình nữa này. Rồi, còn team sau lưng nữa thôi anh em ạ. Team chỗ gần mình thì clear rồi. Đây, ốp quả bom lên tầng 2 này. Có một tên đã leo lên tầng 2 rồi. Được, được. Nó còn team này nữa. Team khác, team khác. Đâu nhỉ? Ui, nó chạy ra rồi. Đây, đang đứng kê ngay sau tường này. Cho quả bom là chết ngay. Watch out. Đây đứng sau tường này sao ấy. Hai tên luôn anh em ạ. Ô cái gì đây. Cái sao lại đứng đây kê mình thế này bạn. Vâng thanh niên vẫn chưa biết mình đứng đây kê anh em ạ. Ô trên đầu à. Ui nghe xài thế nhật. Thế mà tưởng nó đứng ngay sau tường chứ. Vâng ông này vừa được hồi sinh thôi. Nhìn cây Uzi là biết rồi. Vâng, con tên này đứng ngay chỗ sau hành lang hay sao ấy nhở. À trên nóc nhà. Trời ơi. Đứng trên nóc nhà anh em. Ô, lại có tiếng xe nữa công vào. Sao đông thế nhở. Đây để mình ra mình đón cái bọn này. Đây nó leo vào nhà 3 tầng rồi. Rồi, tầng 3 này kìa. Ui, bọn này đông phết đấy, ít nhất 3 tên anh em ạ. Không được. Đứng đây là nó ốp bom đấy, lút vội chạy thôi. Vâng, 3 team vào đây anh em lại chả hiểu kiểu gì luôn. Bắn nhau sướng thật sự. Ồ, lộ đầu, lộ đầu. Quăng bom mà bạn ơi. Đây, cho thêm một quả bom nữa. À, tầng 2 này. Úi dồi, nó quăng lửa kìa. Rồi, nốc luôn. Nốc 2 rồi. Công lên luôn này. Ốp quả bom lửa này. Chắc là đang cứu nhau tầng 3 đấy. Đây, để mình xử lý nhanh cái team này rồi mình quay về mình cover cho đồng đội. Úi dồi. Ui dồi ôi, vãi thật đứng ngay chỗ này luôn à. Dã man đê. Rồi, team này clear hơn rồi. Trời ơi. Còn team ở chỗ phía người lạ nữa anh em ạ. Bắn nhau gọi là không ngớt luôn. Ủa sao lắm sát thế nhở. Mình lút thêm ít bom nữa nhá. Lút lại nước này. Quá là giàu luôn đấy mọi người ạ. Và không biết là bên chỗ người lạ như nào rồi. Nãy thấy ông nào bị nốc ấy, được cứu lại rồi kìa. Hay là clear luôn luôn rồi à. Để mình thử hỏi xem nào. Không biết là còn ai nữa không ấy. Mà cũng... Nói chung là chơi với lại người lạ thì mình không thể mở mic được. Cho nên là nhiều khi bắn nhau nó khó tương tác với nhau lắm. Ô kìa. Gạt hay là bắn chết luôn đấy, clear luôn à. À cái tên trên nóc lúc nãy.
Đây này, mình vứt hết xu luôn này. Đang còn dư rất là nhiều xu anh em ạ. Để cho xem coi ai có mua Groza thì mua. Mình thì mua một cây full đồ rồi, chả cần gì nữa. Bây giờ là đi tìm người và bắn nhau thôi. Bạn số 3 đang siêu thị khá là nhiệt tình anh em ạ. Rồi. Bây giờ bo thu thẳng về cảng Gelgopol. Ô, trước mặt có xe Watt vừa lao vào này. Bọn này nó đi hồi sinh hay sao nhở? Úi dồi ôi, còn sớm bốc ra để cứu đấy chứ. Cẩn thận đấy nhở. Ồ, đây rồi bạn ơi. Trận này lắm Trung Quốc nhở, toàn Trung Quốc không anh em ạ. Bây giờ có mỗi tên này thôi, đi hồi sinh mà không biết là đã hồi sinh được chưa nữa. Hơi đèn. Có người trong nhà luôn này. Mark the location. Watch out. Ui đông 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 đông, đông phết đấy. Ô vãi thật. Chặn xe máy cầu thang luôn à. Đây mình sẽ ốp bom. Rồi mình nghe thấy có ba tiếng chân rồi. Có một tên trên nóc này. Ê dồi nóc luôn. Thêm một quả nữa. Rồi công vào luôn anh em ạ. Kê xe máy thế này kê làm sao được. Đâu rồi? Ô kìa, clear luôn rồi à? Ui đồng đội mình mạnh thế nhở. Nhà này không có ai luôn này. Ơ trước mặt có người đang chạy bộ này. Đây 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 đây. Một tên nè. Đi đâu bạn ơi? Chết luôn. Đấy. Các bạn chưa thấy tên mình rồi. Bét cay ét luôn. Lái xe thôi nhưng mà vẫn ăn được kill nha. Đây dừng đây quan sát cho dễ. Còn bốn đâu, trái biết tìm đâu anh em ạ. À. À đây rồi, sau hòn đá có một tên. Ui đồng đội mình thấy luôn rồi. Đang tính gọi là không ping để ăn mảnh mà đồng đội tỉnh thế nhở. À đúng rồi. Mình đang có cái quả bom gọi là triệu hồi con bot. Mình sẽ dùng con bom dùng quả bom này để mình cho con bot nó lại nó cắn cái tên này xem như nào anh em nhé. Đây trời. Cái này thì phải tiếp cận, tại vì cái này nó không ném được xa, nó chỉ ném được gần thôi. Khá khó chịu nhở, ném xa được thì hay. Rồi đây rồi, thanh niên đang sầm bốc này. Ấy, rồi. Để cho ông này, ông ấy gọi là xử lý như nào khi mà có một con bot nó sẽ dí sau lưng. Rồi. Hợp lý luôn. Ơ kìa. Sao con này nó lại hướng về mình nhở. Ui, cái gì đây? Ơ, mình bị tên nào bắn hay sao nhở? Nghe tiếng đạn nó chiếu chiếu qua tai. Rồi đây rồi, mình phải đi xa thì con bot kia nó mới tiếp cận tên địch anh em ạ. Ui. Ôi, trên nóc này. Ui, bay đẹp thế nhở, còn tên này nữa. Nhìn nè bạn ơi, rồi, clear luôn team này. Còn cái tên ở dưới kia. Ơ, con bot đi đâu rồi? Nó vẫn đang ngó mình này. Thế con bot đi đâu rồi anh em? Thề con bot này sao nó ăn hại thế nhở? Chẳng lẽ mình công luôn bây giờ chứ? Đây rồi. Chạy kìa. Rồi, clear luôn. Thề đúng là cái item gọi là vớ vẩn thật. Đây, tìm nốt tên còn lại. Chắc là chỉ trong mấy nhà kho này hoặc là chỗ khu nhà đằng kia thôi. Kho thì không có ở trong này rồi. À đủ. Và bên kia anh em ạ, đồng đội mình xử lý luôn rồi. Rồi, trận này cũng rủ với lại người lạ để đi kill con bot để xem coi là trong bên trong con bot nó có cái vật phẩm gì. Thì nó cũng đồ cũng chỉ có một set 3 và một vài cây súng bình thường. Còn cái item mà triệu hồi con bot ấy thật sự với anh em nó phế vật thật sự luôn đi. Ok, thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip nha. Bye bye mọi người và hẹn anh em ở những clip tiếp theo nha.